Chú bồ câu trọng tình nghĩa. Cô y tá chụp ảnh này viết: đã 23 ngày kể từ khi bệnh nhân này đến bệnh viện, và 23 ngày đó không ai từ gia đình đến thăm. Nhưng một con bồ câu đến mỗi ngày 2 lần và đậu trên giường. Nhiều khi nó còn đậu cả trên người bệnh nhân. Bồ câu ở lại một thời gian rồi lại bay đi. Chúng tôi sau đó phát hiện ra rằng bệnh nhân này ngồi trên băng ghế trong công viên gần bệnh viện mỗi ngày cho chim bồ câu ăn. Điều này cho thấy động vật có trái tim yêu thương. Điều này cho thấy con vật cũng có cảm xúc, có linh tánh. Chúng biết sợ hãi, biết yêu thương. Chúng cũng như những người bạn của chúng ta, giống như ngựa, chó, là những người bạn trung thành vậy. Phật dạy chúng sanh hữu tình đều có Phật tánh, nên chúng ta hãy yêu thương những con vật nhiều hơn để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Giữ tâm thiện, thế giới hòa bình. Xin hãy thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguồn: Quốc Huy Thiện Tâm. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Ni So ha.